Ây, giờ lâu lắm rồi anh em mình mới ăn được cái bữa nó no nê đến vậy. Nay thì không chỉ có hẹn với ăn sập Hà Nội mà còn có hẹn với cả Vincom Mega Mall. Thấy cái chỗ này nó mới mở nên đi thăm thú nhưng mà mỏi chân quá. Ghế tạm vào cái door table này ăn đồ vậy. Cái Vincom này nó to nên thành ra cái nhà hàng này cũng rộng rãi thoải mái. Nó nằm ở tầng 3 Vincom Smart City nha. Xong đi ăn có 4 người, ông ăn sập lại gọi cái combo western. Gì mà những 6 món cơ, sau đó thì vẫn cố tình gọi thêm cái món gọi là bạch tuộc xào cay. Mình thì mình cứ thưởng thức từng món một vậy. Đập vào mắt trước tiên là cái pizza phô mai thì xử lý nó luôn. Đầu ăn nhưng mà vẫn nhớ đến mọi người mà sẽ lấy cho mọi người trước, sau đó mới đến lượt mình. Món pizza này thì sẽ ăn cùng với cả mật ong nè. Rồi ngon bá cháy bọ chét luôn. Gì đây, cái món đầu tiên mà đã thế này rồi, làm sao mà giữ vững tinh thần để ăn những món tiếp theo. Nói vậy thôi chứ vẫn phải thử hết chứ. Mà nghe nói cái bạch tuộc sáu cay này cũng có thể ăn cùng với cả pizza, kết hợp luôn, xem hương vị ra sao. À đấy là ăn sập nha, để cho ông thử trước đã. Mình thì cứ quan sát thấy ổn thì mới tiến hành chứ bộ. Cái pizza hiện tại đang rất là thơm vị phô mai, lại hơi béo ngậy ngọt ngào. Giờ thì phải kết hợp thêm một chút cay cay và hải sản nữa, biết đâu được nó lại ra một tuyệt ta. Và đúng thật nó ăn rất ra gì đấy nha. Nhưng mà mọi người nhớ phải tới thật nhiều cái nước sốt, vì chủ yếu hương vị nó dậy lên từ cái đấy mà. Rồi giờ thì chúng ta chuyển sang ăn mì vẫn ở trong cái combo kia nha. Mì này là sốt kem nấm ấy mọi người, thế nên là chưa ăn mà đã thấy thơm rồi. Kể ra đĩa mì này là một trong những thứ mang ra đầu tiên. Thế rồi bọn mình quanh quanh ăn mãi những cái món khác rồi, bây giờ mới quay lại nó mà vẫn cứ nóng hổi. Yên tâm, ai cũng có phần. Đây đợi xíu để em gắp gọn lại phần của anh đây. Eo ơi, hôm nay lịch sự thế còn cảm ơn cơ. Mọi người biết mà, khi đi về ăn sập Hà Nội thì tiêu chí no bụng là phải được đặt lên hàng đầu. Thế nên suy đi tính lại cứ mấy cái món chắc dạ no lâu mà gọi. Như mì này này sợi dày nhưng mà mềm lắm, bên trong thì có cả bacon rồi là nấm. Cái phần sốt kem thì béo ngậy, nhờ có mấy miếng bacon ăn cùng nên là không bị nhanh ngán. Sao anh, món này ổn chứ? Xong xuôi thì chúng ta lại tiếp tục củng cố cái bụng nào. Gì chứ, cơm trộn là món tủ của mình thì có biết nấu nhiều đâu, ở nhà cũng toàn tự trộn mà ăn. Ở đây nguyên liệu còn đầy đủ hơn, thế nên tội gì mà không làm, cứ dí trong ăn sập no bụng để mình còn ăn nhiều món khác nữa. À cái bát này thì là nhân danh em gái đang trộn cho ăn sập Hà Nội, chứ bát của mình là nhất quyết không có giá đâu. Thế mình vẫn sử dụng cái sốt của cái bạch tuộc xào cay ấy, ngon mà, vừa ăn cùng pizza được lại vừa trộn cơm được. Xong là cho mấy loại pan chan vào, thêm cả rong biển nữa, có ngay một bát cơm trộn siêu là hấp dẫn. Củ cải muối rồi là dưa chuột muối trộn ngon thế này, xin phép là phải nhét cho ăn sập ăn hết luôn đấy. Xong còn topping bạch tuộc thì chê thế nào được. À có người anh trai như thế này thì làm một cái gì đó rất kỳ diệu, mất công làm này làm nọ cho ông ý nhưng mà được ăn free. Tuy là bát cơm trộn rất là ngon rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà thỏa mãn được cái bụng của hai anh em mình. Thế nên là thôi, quay ra xử lý nốt cái miếng bò bi tết nào. Miếng bò nó kiểu dai mềm vừa phải, đặc biệt là quyện sốt khá là đậm đà. Nhưng mà kể ra mà bọn mình có thể ăn được cái lúc nó còn nóng ấy thì sẽ ok hơn. Đây rồi, đây rồi, đây chính là cái món cuối cùng của cái bữa ăn này. Một phần cơm hải sản sốt với cà chua nha. Ôi con vẹm hình trái tim luôn này. Rồi có cả tôm nữa, ừng lẹ vì đã bóc vỏ. Nói chung là đến cái món này thì anh em mình cũng tới tới cái bụng rồi đấy. Ở đấy vẫn còn cả mực nữa. Hai ngồi ăn mà chỉ dám ước một tuần có một hai bữa như thế này thì thật là vui cửa vui nhà. Đúng không anh trai? Ông mình đang no lắm rồi đây, thế nên là bọn mình cũng lượn lờ một chút ở giếng trời xong đó là về luôn. Xem bên đây nhớ ấn follow kênh mình nha.